Xin chào cả nhà. Video hôm nay của mình xin giới thiệu với mọi người về một dòng sung. Và cái dòng này thì sung nó có trái quanh năm nha cả nhà. Nè, như chậu này thì hình thân của nó là 6 cm cả nhà nha. Chiều cao là trên 50 cm. Đường kính bầu này là 15 cm. Cả nhà xem nè. Cả nhà so với cây viết long, nó thân nó rất là to nha. Đặc biệt là sung này nó có trái quanh năm nha cả nhà. Cả nhà mua về để tạo tác phẩm ngắm cây và phong thủy trong vườn của mình rất là ý nghĩa. Chậu này của mình chia sẻ với giá 250.000 bao ship. Còn nhiều chậu khác nữa, anh chị em nào mua hai chậu thì của mình có thể giảm giá. Đây cả nhà. Cả nhà xem lại bộ gốc của nó nè cả nhà. Dòng này trái quanh năm mà cây vẫn rất là thân, lá vẫn rất là đẹp. Anh chị em ai sưu tầm cái dòng cây này thì ủng hộ của mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chúc cả nhà chăm vườn hiệu quả, vườn đẹp như ý nha.